Hôm nay mình đi phát cỏ các bạn. Sẵn mình test cái máy mình mới mua ngày qua luôn các bạn. Cái máy phát cỏ hiệu Sindewa. Máy này máy hàng Nhật Bản nha các bạn. Rồi mình châm xăng vô ha. Máy thì nó chạy xăng pha nhớt các bạn. Nhớt nhớt 2 thì á. Mình pha một bình xăng 1 lít thì mình pha nó khoảng 4 nắp các bạn. 4 nắp nhớt 2 thì. Đây vuông tôm mình các bạn. Mình phát cỏ đang mình bỏ xuống vuông tôm mình làm chà cho tôm nó đeo nè. Phát ra được mớ rồi đó các bạn. Mình bỏ xuống dưới mình dít dưới cho tôm đeo làm chà các bạn. Mình chuẩn bị đi phát tiếp các bạn. Này rau mui các bạn. Ở đây là kêu rau mui bông trắng. Rau mui này thì nhiều lắm ơi, cứ một năm là mình phát lần nha. Phát với bạn mình phát hai lần, phát khoảng 3-4 ngày mới xong vùng này. Nhiều lắm. Tại vì mình phát cái bề rộng bề ngang khoảng 4 mét nha các bạn. Phát hai đường, đường thứ nhất 2 mét rồi đang đi cái đường thứ hai đó, đường thứ hai là 2 mét nữa. 4 mét. Rau mui rồi ba cái lứt các bạn. Nói chung ba cái nào mình làm chà làm phân được thì mình phát xuống vuông hết mà, tuôn vuông hết. Các bạn từ tuần lễ tới 10 ngày sau rồi nó mục nha các bạn. Rồi có một cái mình thả tôm vô nó đeo. Tôm cua giống nữa, con đeo cũng là thích hợp nha các bạn. Cái năm nào mình cũng phát một lần nha nha. Phát dắp cho gì vuông luôn nha. Rồi trong cái vuông tôm ở năm căn Cà Mau nữa các bạn. Phát phần trước, còn bạn nguyên khắc thì bạn dít xuống nha bạn, dít xuống sông nha. Dít mà mình cũng không dít xuống hết nè, mình dít mình chỉ vừa lại cái chân lại. Chứ để bạn thấy gió nó thổi là nó trôi xuống mặt tiền dữ lắm mày. Bạn nguyên khắc đè đè mà bạn chịu lại, nó dính cái chân lại. Chứ thôi là nó theo gió nó trôi xuống dưới nhiều lắm. Để mình tuôn xuống nhưng mà mình cũng giữ cái góc lại nha, để dính lại. Chứ để nó trôi xuống là đầy đủ sổ vuông chân. Ba cái này làm chà cho tôm đeo rất là tốt nha các bạn. Mấy năm nào mình cũng phát xuống hết trơn, nó bỏ xuống rồi mình thả tôm con cho nó đeo. Hiện tại ăn mình mới có phát được có 1 khúc à. Sẵn mình test cái máy cỏ luôn. Máy Sindewa. Máy này nó rất là gọn nhẹ các bạn. Phát tay ca ha. Cái thằng chạy bình xăng. Bình xăng nó nhỏ chứ chạy có tiếng đồng hồ các bạn. Cái bình xăng này nó khoảng 3 xị rồi. Nó không tới 1 lít. Cái bình xăng nhỏ xíu rồi, khoảng 3 xị. 3 xị đó mình châm 3 nắp nhất. Máy này ở đằng xăng các bạn. Máy này mình chạy hang mình chạy mình canh đồng hồ thử đi. Bình xăng 3 xị mà nó chạy đúng 1 tiếng hồ, hơn 1 tiếng hồ luôn các bạn. Tại vì hang mình chạy ra hơi lớn nha. Lớn bởi nó hơi xăng chứ phải mà chạy nhuyễn phát cỏ như bình thường là cái này là khoảng chạy hơn 1 tiếng 20 phút chạy ăn các bạn. Mình xăng bà chạy khoảng 1 tiếng 20 phút chạy ăn mình phát. Ba cái này nó chạy quá nó nhiều quá ăn mình chạy ra lớn nó hao xăng nó xăng nhưng mà nói chung là khoảng 1 tiếng hồ là 3 xị xăng à. Cũng ra nó rất là tiết kiệm xăng các bạn. Máy nhiệt nó đang xăng rất là dày luôn các bạn. Dày ba cầu màu trắng nó dày dắp vô mình đi là tới là lên khoảng 6-7 tấc. Cứ gần tháng 11 bắt đầu mình phát cỏ các bạn, phát chu vi bỏ xuống vuông tôm mình và tôm cua nó đeo. Đây đang đi đường thứ nhất các bạn, còn đường trên hang mình phát bình ngang tới 4 mét nữa nha. 4 mét có chỗ 5-6 mét luôn thì cái mặt bằng cỏ cái đầu hang mình phát đó phát kiểu là mình thấy cỏ các bạn, thấy
ba bỏ rau mùi nè, chỉ là mình để làm phần, bỏ xuống vô dùng cơm mình cho tôm cá cua nó đều các bạn. Hiện tại nó đang phát các bạn, đã bỏ buông xuống. Rồi, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái video về sẵn mình test cái máy cắt cỏ các bạn, xin đại qua này thì các bạn thấy cái cách phát cỏ ở vuông tôm ở đồng bằng Cà Mau các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp nha các bạn. Cảm ơn các bạn nha.